em sẽ gửi 960 đúng không? Điều bao nhiêu? 960. Nào biết được. Xe gì? Phải gửi cho anh nào? Lấy số xe luôn đi làm gì? Phải gửi 40 không? Đó. 40 ấy. Đi lên thùng kia chưa? Mấy giờ rồi mà lại đi sớm thế? Đấy là hai bình rượu các kè để gửi đi cho khách hàng. Mấy xe cơ? Hay gửi nhiều nhỉ? Những chủ đá dựng thế được cấp đông và xuất liên tục. Ghế mèn, tắc kè, bọ càng, các sản phẩm về côn trùng cho bà con khắp các tỉnh. Tủ này hết rồi, tủ này rất sạch ghế, liên tục xuất đi cho bà con. Ghế nó sẽ được ngon, cứ cấp đông trong vòng vài hôm thôi, chúng tôi không để bị dư, không bị tồn ghế lâu thì nó sẽ không còn cái chất lượng thơm ngon của con ghế đi nữa. Chúng tôi quay vòng tất cả các tủ để xuất đi liên tục cho các khách hàng, người ta còn dự trữ để người ta bán. Chúng tôi là đầu mối buôn thu mua cho bà con nên là lượng hàng được luân chuyển liên tục hoặc là xuất khẩu sản phẩm cho khách nước ngoài nên chất lượng luôn luôn đảm bảo. Ngoài ra thì các sản phẩm khác như là trứng kiến rồi nhộng ong vân vân. Nhà trang trại Thanh Xuân cung cấp tới rất nhiều các nhà hàng hoặc là xuất khẩu. Trứng, ghế, thịt, các loại sản phẩm, trứng kiến, cấp đông, xuất đi cho các nhà hàng trong nước và nước ngoài. Sản phẩm được luân chuyển liên tục. Bà con có nhu cầu thì tham khảo tại website trangtraithanhxuan.com. Họ liên hệ để mua sản phẩm ghế mèn, tắc kè, bọ cạp, sâu, trứng kiến. Điện thoại
tại 0974870000.